Cuối năm 1980, nhóm nhạc người Thụy Điển ABBA ra album mới Super Trooper. Đây được xem là album thành công nhất trong sự nghiệp của nhóm. Mỗi bài hát là một bài hit nhưng cũng là những tâm trạng riêng biệt. The Winner Takes It All là một tuyệt phẩm trong số đó, ẩn chứa một nỗi buồn mất mát. The Winner Takes It All là một tác phẩm của bộ đôi sáng tác chủ lực trong nhóm ABBA, Björn Ulvaeus và Benny Andersson. Nhưng chính sáng tác và đóng góp ý tưởng quan trọng nhất thuộc về Björn. Bài hát được sáng tác vào năm 1980 với tựa đề ban đầu là The Story of My Life. Nhưng sau đó, khi đã làm xong phần lời, Björn quyết định đổi tên thành The Winner Takes It All. Phần hát được Anita Fenskog, giọng ca đẹp nhất của nhóm, lĩnh sướng. Đây là bài hát buồn, rất buồn, kể về tâm trạng của một người đàn bà sau khi ly hôn. Trong nỗi cô đơn gần như là tuyệt vọng, người đàn bà nhớ lại những ngày tháng đẹp khi em từng thu mình trong vòng tay ấm áp của anh. Từng nghĩ đó là nơi em mãi mãi thuộc về. Điều đó ý nghĩa với em biết bao vì nó quanh em như một hàng rào bảo vệ. Mà giờ, tất cả đã chỉ là quá khứ khi hôn nhân đổ vỡ. Trong nỗi buồn tận cùng, người đàn bà khẽ hát. Người chiến thắng có tất cả, kẻ chiến bại đứng đó nhỏ nhoi. Bởi em đã làm mọi cách và anh cũng thế. Chúng ta chẳng còn gì để nói, chẳng còn có thể làm gì khác. Trong mối quan hệ này, có một người không muốn ra đi nhưng lại không đủ sức níu giữ. Và họ chỉ biết bật lên câu trách hơn. Nhưng hãy nói em nghe, cô ấy có hôn anh như em đã từng hôn anh. Cảm giác có giống em không khi cô ấy gọi tên anh. The Winner Takes It All có một giai điệu rất đẹp được dạo đầu bằng tiếng nhạc piano nhiều cảm xúc của Benny Andersson. Giống như nhiều bài hát khác của ABBA, ca khúc này được chia làm 4 đoạn, trong đó có 3 đoạn là những tâm trạng khác nhau để xoáy vào đoạn điệp khúc. Người nghe như thể bị nhồi vào những dữ kiện tâm trạng và đổ hẳn khi cao trào được cất lên. Björn kể lại rằng đây là bài hát duy nhất của ABBA khi sáng tác ông phải dùng đến hơi men. Những cảm xúc khó tả cứ luẩn quẩn trong đầu Björn, rằng phải cho nó một tâm trạng của ai, người thắng hay kẻ thua cuộc, và trong tình yêu liệu có cần đến chiến thắng hay vinh quang hay không. Nghĩ không ra, cuối cùng Björn phải tu nguyên chai rượu khi ngồi sáng tác phần lời. Vẫn cần có kẻ chiến thắng, Björn nghĩ vậy. Những kẻ chiến thắng ấy, qua lời hát của một người đàn bà bị bỏ rơi, cũng chẳng vinh quang gì. Và khi tôi sáng tác đến câu, thần thánh có lẽ đã tung quả xúc sắc, suy nghĩ của họ thật lạnh lùng, và rồi một người nào đó sẽ mất đi người yêu dấu, thì chai rượu cạn nhẵn. Vì sao Björn phải cần đến hơi men để giải quyết một trường hợp tưởng chừng như không quá khó khăn với một tài sáng tác cứng cựa như ông? Bởi The Winner Takes It All chính là câu chuyện hôn nhân của ông, và người hát chính ca khúc này, Anita Fenskog, chính là vợ cũ của ông. The Winner Takes It All chính là câu chuyện của Björn Ulvaeus và Anita Fenskog, hai linh hồn của nhóm ABBA. Năm ấy, năm 1980, sau những lục đục từ trước, họ đã ra tòa ly dị. ABBA là nhóm nhạc mà 4 thành viên của nó là hai cặp vợ chồng, Anita Fenskog và Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Annie Friedlingstad. Khi hạnh phúc, họ cho ra những bài hát tuyệt đẹp, còn khi đổ vỡ, họ cho ra đời những tuyệt phẩm. Khi cả hai hôn nhân của nhóm này đổ vỡ, thì ngoài The Winner Takes It All, còn có một bài hát rất hay nói về câu chuyện ly dị. Đó là When All Is Said and Done, liên quan tới cuộc hôn nhân của Benny Andersson và Annie Friedlingstad. Nhưng nếu When All Is Said and Done nói về phép màu trong hôn nhân đã không còn, cả hai tự nguyện chia đôi đường và chúc phúc cho nhau, thì The Winner Takes It All là một câu hỏi văng vẳng, vì sao lại chia tay? Người bật câu hỏi đó chính là Anita Fenskog. Cuộc hôn nhân 10 năm giữa cô và Björn hoàn toàn không có trong dự định, và cô hoàn toàn không muốn ra đi, nhưng Björn là người đã quyết định chấm dứt. Đến bây giờ, Björn vẫn khẳng định The Winner Takes It All có đến 90% hư cấu. Đề cập đến câu chuyện đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng không hề ám chỉ đến sự đổ vỡ của chính mình. Ai cũng nghĩ đến chuyện của chúng tôi, nhưng thực sự đó là một nội dung hư cấu. Khi tôi từng chứng kiến một người đàn ông ra khỏi căn nhà quen thuộc sau khi nhận phán quyết ly dị của tòa, và đó là niềm cảm hứng để tôi viết nên. Còn giữa tôi và Anita, chẳng bao giờ có chuyện kẻ thắng người thua, vì giữa chúng tôi còn có hai đứa nhỏ, Björn nói. Nhưng Anita Fenskog thì lại khẳng định bài hát này chính là câu chuyện hôn nhân của họ. Björn đã sáng tác nó khi chúng tôi vừa chính thức ly dị. Đó là câu chuyện thật sự của chúng tôi. Những gì Björn viết là chính xác, Anita kể lại vào năm 2013, 33 năm sau khi bài hát ra đời. Một người đàn bà hát về nỗi đau bao giờ cũng đẹp, nhưng nếu nỗi đau đó là của chính mình thì sao? Thật ra tôi không màng đâu. Tôi không thấy có gì sai khi chia sẻ nỗi đau của bản thân tới công chúng. Có quá nhiều cảm xúc trong bài hát này,
Tôi thấy, Bjorn cũng thấy, cả hai thành viên còn lại cũng vậy. Chúng tôi đã trải qua và giờ đem đến điều ấy cho mọi người cũng là chuyện nên làm, Anita nhớ lại. Chuyện còn kể lại rằng, khi sáng tác xong bài này, Bjorn đã hát cho mấy người bạn nghe, ai cũng xúc động và khuyên Bjorn nên hát nó. Nhưng suy đi tính lại, Bjorn thấy không ai có thể phù hợp hơn ngoài Anita, chỉ có thể là Anita. Và rồi, Bjorn mang nó đến phòng thu và đưa cho vợ cũ xem. Xem xong, Anita đồng ý hát. Buổi thu hôm ấy thật tuyệt vời, tất cả đều dâng trào và sau đó thì nước mắt đã rơi, Bjorn kể lại. Và thật sự thì tiếng hát của Anita chính là hồn vía của ABBA. Giọng hát tuyệt đẹp kể cả khi hát về nỗi buồn của chính mình. Nỗi buồn ấy còn phảng phất rất nhiều trong các bài hát khác của album Super Trooper. Anita như thể người gom ký ức và muốn nó vẫn tiếp tục. Nhưng con tạo xoay vần, thời thế thay đổi, lòng người lên xuống đã không thể giữ lại những mong muốn của Anita. Đây cũng có thể xem là album tâm trạng nhất của Anita trong suốt các album khác của nhóm ABBA. Và đó cũng có thể là lý do mà ABBA chưa bao giờ tái hợp. Khi những níu kéo không còn sức mạnh thì tốt nhất là xây nên một bức tường ngăn cách chúng. Chính Anita đã từng nói, để ngăn ngừa những vết thương tấy đau, tốt nhất hãy giữ khoảng cách với chúng cho dù chúng không bao giờ buông tha bạn. Nói được câu ấy, dường như Anita mới là The Winner.